Chiều ngày 12 tháng 9, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng với Võ Thành Phúc, sinh năm 1970, ngụ quận 7, và Trần Vũ Hạng Minh Nhật, sinh năm 1987, ngụ quận 4, về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác. Trước đó, khoảng 21 giờ 45 ngày 9 tháng 9, Tổ kiểm soát quân sự thuộc Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Kinh, phường 27, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện một người mặc quân phục gắn quân hàm đại úy chạy xe qua chốt kiểm soát có biểu hiện khả nghi. Khi lực lượng kiểm tra thì người này không xuất trình được giấy tờ nên đã lập biên bản đưa về trụ sở. Tại đây, người này khai tên là Nhật và không phải sĩ quan quân đội. Theo đó, ngày 3 tháng 9, Nhật được Phúc cấp cho một bộ quân phục bậc đại úy để sử dụng qua các chốt kiểm soát với mục đích vận chuyển thuốc cho bệnh nhân. Từ lời khai của Nhật, lực lượng chức năng đã mời Phúc tới làm việc. Tại đây, Phúc tự nhận là Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam và công tác ở Cục Trinh sát đặc biệt phụ trách vệ sinh học. Qua đấu tranh, Phúc thừa nhận bản thân không phải là sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và cựu chiến binh. Qua khám xét, công an thu giữ 2 bộ quân phục, quân hàm cấp tướng, huân huy chương các loại. Công an xác định, Phúc là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu đầu tư và chăn nuôi đồng xoài ở quận 7. Hành vi giả mạo cán bộ cấp cao của Phúc bắt đầu từ khoảng đầu năm 2020 tới nay. Phúc thường mặc đồ quân phục cấp hàm thiếu tướng, trung tướng, xuất hiện ở một số hoạt động do ban liên lạc cựu chiến binh và các hoạt động xã hội ở một số đơn vị địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công an đang củng cố hồ sơ xử lý cả hai và điều tra về hành vi hoạt động sản xuất, lưu hành, tiêu thụ thuốc kháng thể điều trị COVID-19 và các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do ông Phúc quản lý.